các em. Hôm nay thầy trò mình lại gặp trong cái chương trình mới của đài truyền hình. Qua một loạt bài vừa thu, thầy cũng đã nghe được một số ý kiến của các em học sinh cũng như các đồng nghiệp để góp ý. Thầy rất chân thành cảm ơn những cái ý kiến đó. Thì thầy mong rằng cái buổi làm việc kế tiếp xong trong cái chương trình mới này của thầy trò mình, các em sẽ thu lượm lại được những cái kết quả tốt hơn và rất là tốt trong cái thời gian gần đây, khi thầy trò mình bắt đầu đã bước vào mùa ôn thi nó quan trọng. Hôm nay thầy sẽ qua một cái chủ đề mới cũng rất là quan trọng trong các cái kỳ thi đại học, đó là những bài toán về dòng điện xoay chiều. Một trong những nội dung mà thời lượng câu hỏi trong đề thi rất nhiều, chiếm đại đa số cùng với cơ, và cái phần khó nó cũng nằm trong toán điện. Thì trước hết thầy cùng các em ôn lại một số cái công thức quan trọng, một số những cái chú ý. Trước tiên mấy em nhớ lại công thức tính tổng trở của đoạn mạch điện xoay chiều. Toán điện chúng ta chỉ có 3 phần tử: điện trở, cuộn dây thuần cảm hoặc cuộn dây có trở và tụ điện. Thì công thức tổng trở tổng quát là căn bậc 2 của R bình cộng cho bình phương hiệu cảm kháng và dung kháng. Trong trường hợp tổng quát, nếu cuộn dây có điện trở nữa thì mấy em chú ý, điện trở cuộn dây cũng sẽ bình phương cùng với điện trở thuần ở ngoài, R lớn cộng R nhỏ bình. Vấn đề chú ý thứ hai mà chúng ta hay sử dụng nhiều trong toán trắc nghiệm và giải rất nhanh, đó là mấy em chú ý độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện, cũng như những bài toán về độ lệch pha của điện áp các phần tử trong đoạn mạch. Cái công thức để xác định độ lệch pha của điện áp so với cường độ, đó là ZL trừ ZC trên R. Như thầy đã nói, nếu cuộn dây có trở thì ở phía dưới này các em phải chia thêm R nhỏ. Khi R thay đổi để công suất của mạch cực đại, thì cái công thức rút ra từ bài tập mem chú ý, đó là điện trở có giá trị sẽ bằng độ lớn của hiệu cảm kháng và dung kháng trong mạch. Đó là khi công suất mạch cực đại. Trường hợp để công suất trên điện trở cực đại chứ không phải công suất mạch, một cách tổng quát, nếu cuộn dây có điện trở thì các em sẽ có công thức R bằng căn bậc 2 của R bình, R nhỏ bình. Cái R nhỏ này là điện trở của cuộn dây cộng cho bình phương ZL trừ ZC. Nếu cuộn dây thuần cảm thì công thức dưới này chính là công thức ở phía trên, giá trị của R. Đó là đây điểm đặc biệt mình chú ý. Trong một số toán thi, khi đọc đề lên trong cuộn dây mà có điện trở, để tính được công suất của mạch hoặc công suất trên trở thì mình chú ý hai công thức này. Thì đi qua một số những ví dụ cho mạch điện RLC, trong đó cuộn dây chúng ta không thuần cảm, cuộn dây có điện trở, mắc nối tiếp, trong đó R thay đổi còn gọi là biến trở, và cuộn dây có điện trở là 10 ohm, độ tự cảm của dây là 4/10 bi angry, tụ C có điện dung là 10√3 trên 2 bi farad. Biểu thức điện áp cả mạch cái dạng 80 căn 2 cos 100 bt. Bấy giờ người ta điều chỉnh biến trở R. Hỏi, khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại tính giá trị công suất này, và cũng như điều chỉnh tính R để công suất trên biến trở cực đại. Trước tiên mấy em tính dung kháng cũng như cảm kháng theo độ tự cảm, theo điện dung và tần số gốc. Ta sẽ có được lần lượt cảm kháng và dung kháng là 40 ohm và 20 ohm. Bây giờ, như phần chú ý thầy nói, để công suất tiêu thụ mạch cực đại, rõ ràng khi đó tổng trở của mạch gồm có điện trở ngoài và điện trở cuộn dây
sẽ bàn hiệu của dung kháng và cảm kháng hàm miệng. Mà ta biết điện trở 10 ôm, từ đó ta suy ra công suất. Trong đó Y bằng U trên Z. Z của chúng ta mấy R? Có R nhỏ nữa trong công thức điện trở. Bởi vì cùng dây chúng ta không thuần cảm, cho nên Z được tính bởi biểu thức căn bậc 2 của R lớn cộng R nhỏ bình cộng cho ZL trừ ZC bình. Các em thay thông số vào, ta có được Y bằng 2 căn 2 ampe. Thay giá trị đó bằng 2 căn 2 ampe vào đây trong biểu thức công suất bằng R lớn cộng R nhỏ nhân Y bình. Các em sẽ có được B cực đại trong trường hợp này 160W. 160W. Vì tổng trở, tổng các điện trở bằng hiệu cảm kháng dung kháng, cho nên cái Z dưới này bằng bình phương của tổng trở cộng cho bình phương hiệu dung kháng cảm kháng, có nghĩa là hai lần đấy nha. Ta tính nhanh là bằng 40. Vì vậy ta tìm được dễ dàng Y bằng 2 căn 2. U hiệu dụng AB ta có được từ biểu thức tổng quát của U cả mạch 80 căn 2, vì U hiệu dụng là 80. Có được Y, có được R lớn, R nhỏ, mấy em dễ dàng có được công suất. Và trong trường hợp này, công suất cực đại khi tổng trở của mạch được tính theo công thức bằng trị tuyệt đối của ZL trừ ZC. Đấy, thầy chú ý, mấy em chú ý cái bài tập này, ở cái công thức này rút gọn lại để chúng ta giải nhanh những bài tập mang tính trắc nghiệm. Câu B là người ta hỏi công suất trên điện trở cực đại thôi. Và thầy nhắc lại công thức trong phần chú ý. Khi đó điện trở được tính bởi công thức căn bậc 2 của R nhỏ bình cộng ZL trừ ZC bình. Thầy nhắc lại R nhỏ này chính là điện trở của cuộn dây. Ta có được 10 căn 50. Ta tính lại tổng trở mạch. Từ đó các em dùng công thức tìm Y bằng điện áp chia cho tổng trở, ta có được 2,1 ampe. Có Y rồi, có R rồi, ta có công thức công suất bằng R Y bình, ta tính ra được 98,6W. Đây, tóm lại những cái bài toán thay đổi điện trở để công suất đạt. Cái hai yếu tố em chú ý, công suất của mạch hay công suất trên trở. Trong trường hợp cuộn dây không thuần cảm, cuộn dây có điện trở. Chỗ này là chúng ta hay bị vấp phải, một vài em hay vấp phải, không nhớ được cái biến trở R nhỏ, cái giá trị trở R nhỏ của cuộn dây khi ta tính giá trị biến trở để công suất trên mạch cực đại hoặc công suất trên biến trở cực đại. Đó, một lần nữa thì mong các em ghi lại, chú ý và nhớ hai cái công thức trên. Thầy qua ví dụ số 2. Cho mạch điện gồm RLC, điện trở cuộn dây thuần cảm, tụ C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch đề cho 200 căn 2 cốt 100 mV. Cũng cho biết độ tự cảm cuộn dây, cho biết điện dung của tụ điện lần lượt là 2/B và 100/B đơn vị microfarad. Hỏi R, hỏi điện trở để công suất của mạch có giá trị là 200W. Đây không phải bài toán bất minh, mà bài toán tính trở theo một tham số khác của bài, có khi là cường độ, có khi là điện áp, có khi là dung kháng cảm kháng. Và trong bài này cụ thể người ta cho công suất và ta tính giá trị của biến trở theo các tham số của bài. Chúng ta có 4 đáp án: 50 ohm, 200 ohm, 150 ohm và 100 ohm. Đây là nội dung của cái đề thi năm 2008. Để mấy em chú ý, ta giải như sau. Trước tiên mấy em tính dung kháng và cảm kháng theo công thức cảm kháng tích có độ tự cảm và tần số gốc, cũng như dung kháng bằng nghịch đảo của tích, điện dung và tần số gốc. Các em sẽ lần lượt có được các trị số của cảm kháng và dung kháng
là 200 ohm và 100 ohm. Từ đó ta đưa vào công thức tính công suất. Công suất chúng ta B bằng R Y bình, Y bình bằng U bình trên Z bình. Cho nên thầy viết R U bình trên Z L trừ Z C bình cộng R bình. Với B bằng 100, với Z L Z C thầy tìm được ở trên, ta thay vào đây. Các em sẽ có được một cái phương trình bậc 2, trong đó R biến trở. Nhưng phương trình bậc 2 này có nghiệm kép, chúng ta có trị trở bằng 100 ohm. Vậy trong bốn đáp án để cho ta dễ dàng có được, đó là đáp án D. Giải ra thì mấy em thấy rất là đơn giản, chỉ hai ba hàng. Nhưng nếu như ta không nhớ công thức và sự tính toán mà không có kỹ năng tính toán mà các em không dạy, tức nghĩa là không rèn luyện nhiều ở những bài tập cơ bản, thì rõ ràng các em giải quyết không thể nào trong vòng 2 đến 3 phút thời lượng một câu trắc nghiệm. Thầy giới thiệu ví dụ số 3, cũng là nội dung của đề thi của các năm gần đây. Một bạch điện cũng 3 phần tử, điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, trong đó R thay đổi. Điện áp hai đầu mạch đề cho tổng quát U0 cos 100t. Khi R bằng R1 90 ohm, hay khi biến trở R có giá trị là R2 160 ohm, thì trong mạch có cùng giá trị của công suất. Cho biết độ tự cảm cuộn dây, cho biết điện dung của tụ có giá trị lớn hơn 10 microfarad. Hỏi giá trị điện dung của tụ 30 microfarad, 40 microfarad, 20 microfarad hay 60 microfarad. Một cái đề của năm gần đây, đó chính là năm 2010. Các em xem ta giải như thế này. Cũng vậy, ban đầu vô làm em phải tính nhanh những cái giá trị như cảm kháng, như dung kháng. Trong trường hợp này, để cho độ tự cảm cuộn dây, mấy em tính nhanh cảm kháng của cuộn dây, ta có đó là 200 ohm. B, công suất của chúng ta cũng được tính theo công thức R Y bình. Y bình của mình lại bằng U bình trên Z bình. Từ đây, ta nhân lên, thầy xem R là biến, P, U, Z, L, Z, C là những hàng số. Thì các em thấy ta có được một phương trình bậc 2, trong đó R là, đây là một cái phương trình bậc 2, trong đó R là biến. Còn các giá trị P, U, Z, L, Z, C ta xem như hàng hoặc là tham số. Phương trình bậc 2 trên có hai nghiệm R1, R2 theo giả thiết của đề. Thì mấy em biết định lý Vs đảo, tích hai nghiệm bằng C trên A. C chúng ta là P nhân ZL trừ ZC bình. Hệ số A của tam thức bậc 2 trên của chúng ta đó là P. Vì vậy tích R1, R2, hai nghiệm của phương trình bậc 2 trên bằng ZL trừ ZC bình. ZL ta biết rồi, 200 ohm. R1, R2 chúng ta cũng đã biết theo đề 90 ohm và 160 ohm. Cho nên ở phương trình này chúng ta chỉ có biến ZC. Mà em dễ dàng có được hai giá trị của ZC, bởi vì đây là phương trình bậc 2 theo ZC. Cho nên giải ra em sẽ có được hai giá trị, đó là 80 ohm và 320 ohm. Nhưng để cho điện dung của tụ, điều kiện phải lớn hơn 10 microfarad. Như vậy trong hai dung kháng trên, dung kháng nào có điện dung bé hơn, lớn hơn 10 microfarad thì chúng ta mới nhận. Ta thấy ZC 80 ohm tương ứng C bằng 40 microfarad, lớn hơn 10 microfarad. Vậy đây chính là giá trị điện dung mà chúng ta nhận. Một trong cái mẹo trắc nghiệm thông thường ra hai đáp án. Đáp án đầu tiên mấy em thấy đã thoảng thì đáp án thứ nhì chúng ta không cần phải tính mất thời gian. Bởi vì ta nhận thấy rằng cái dung kháng của tụ và cái điện dung của tụ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Cho nên dung kháng mà càng bé thì điện dung càng lớn. Ở đây chúng ta có ZC bằng 80, bé hơn ZC bằng 320. Vì C đề cho yêu cầu phải lớn hơn 10, do đó thầy ưu tiên ta chọn cái C lớn hơn. Có nghĩa rằng ta tính trước cái đại lượng ZC có giá trị nhỏ hơn. Từ đó chúng ta sẽ nhanh chóng
tìm được cái giá C bằng 80 ohm tương ứng điện dung C là 40 picofarad. Đó là đáp án chúng ta cần phải chọn, chứ không phải mất thời gian tính luôn cả giá C1 và giá C2, rồi sau khi ra hai đáp án, một cái lớn hơn một cái nhỏ hơn so với 10 picofarad, rồi đến lúc đó ta mới chọn là 40 picofarad. Thì tự luận thì chúng ta làm như thế, nhưng trên tinh thần trách nhiệm thì không cần thiết. Đây là cái kỹ năng, cái mẹo, cái lăn lẹ của mấy anh để chúng ta tiết kiệm thời gian. Vậy thì dễ dàng trong 4 đáp án đã cho của năm vừa rồi, các em thấy đáp án đúng chính là đáp án B, 40 microfarad. Đây, một cái bài toán trong đó R thay đổi tại hai giá trị R1, R2 có cùng công suất, có cùng công suất, hỏi điện dung C. Thì tương tự từ một bài, các em thể suy luận ra nhiều bài giống như thế, mang tính chất tương tự như thế. Ví dụ người ta không hỏi C, người ta hỏi L. Đôi khi không hỏi L, không hỏi C mà người ta lại hỏi tầm số gốc. Đấy. Thì một trong các tham số đó đều sẽ xoay quanh vào các tham số đó. Mấy em chú ý. Chứ không nhất thiết là cái bài toán biết R1, biết R2 công suất bằng nhau, hỏi C và ta cứ nhớ như in cách làm như thế này. Thì đó là cách học máy móc. Mấy em nên tư duy một tí. Ta xem như R1, R2 biến đổi, khi R biến đổi nhận giá trị R1, R2 thì mạch có cùng một công suất. Thì trong những trường hợp đó thì đề xoay quanh những cái câu hỏi tính những tham số còn lại, có khi là tần số gốc, có khi là điện dung, cũng có khi là độ tụ cảm của một cuộn dây. Thì phương pháp làm cũng như thế này, cũng xuất phát từ công thức cuối cùng rút lại, đó là R1 nhân R2 bằng bình phương của ZL trừ ZC. Từ điều rút lại này của công thức mà chúng ta có thể giải quyết nhanh tất cả những bài toán liên quan tới vấn đề thay đổi biến trở ở cùng hai giá trị mà công suất đạt như nhau. Mấy em chú ý. Cũng như bài hôm trước, có một câu hỏi của học sinh qua web. Thay đổi trở cùng công suất, vậy hỏi giá trị nào của biến trở để công suất cực đại? Thì từ bài này thầy nhắc luôn, khi đó tích R1, R2 chính là bằng R bình. Giá trị R trong R bình đó là giá trị của biến trở làm cho công suất mạch cực đại. Đấy, từ một bài toán mà mấy em có thể liên tưởng đến có thể hàng chục bài toán đại loại như thế, những chủ đề về toán R biến thiên khi bằng R1, R2 cùng công suất, thì mấy em rút lại cái công thức cuối cùng R1 nhân R2 bằng ZL trừ ZC bình và cũng bằng R bình, trong đó R là giá trị của biến trở để mạch đạt có công suất đạt cực đại. Đấy, thì mong mấy em ghi nhớ cái ý tưởng ở trên. Thì qua ví dụ số 4, cũng đề thi đại học năm 2010, người ta đặt một cái điện áp U có biểu thức tổng quát U căn 2 cos omega t vào hai đầu đoạn mạch AB. Đầu mạch AB chúng ta gồm hai đầu mạch, đầu mạch AN và đầu mạch NB được mắc nối tiếp. Trong đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cụm cảm thuần L. Đoạn mạch NB chỉ có tụ C. Ta đặt tần số omega 1 có giá trị được tính theo LC như sau: 1 trên 2 căn LC. Hỏi rằng để điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AN là hai đầu đoạn mạch chỉ có chứa cuộn dây và biến trở không phụ thuộc R, thì tần số gốc của dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị là bao nhiêu? Được tính theo omega 1. Chúng ta có 4 đáp án như sau. Ta giải như thế này. Mấy em nhìn lại sơ đồ. Biến trở R biến thiên, đoạn mạch AN của chúng ta gồm biến trở R cùng dây thuần cảm L. Đoạn mạch NB chỉ có tụ C. R được thay đổi được bằng bao nhiêu để đoạn mạch AN không phụ thuộc vào giá trị biến trở, tần số gốc? Thì trước tiên ta lập biểu thức điện áp UAN. Thì chúng ta có tổng trở đoạn mạch AN gồm có cuộn dây và điện trở R,
cho nên tổng trở được tính bởi công thức căn bậc 2 của R bình cộng Z L bình. Còn U trên căn bậc 2 của ZL trừ ZC bình cộng R bình, đây chính là giá trị cường độ hiệu dụng trong mạch điện, tích của cường độ hiệu dụng và tổng trở động mạch AN chính là điện áp UAN. Thầy chia tử và mẫu cho căn bậc 2 của R bình cộng ZL bình thì chúng ta có biểu thức phía dưới này. Mấy em chú ý ở đây là bình phương của ZL trừ ZC là ZL bình cộng ZC bình trừ cho 2 lần ZL ZC. Thì gom ZL bình và R bình lại, chia cho R bình cộng ZL bình, ta được một phần còn lại thì để trong phân thức thứ hai. Ở phân thức thứ hai này mấy em chú ý, để UAN không phụ thuộc vào R thì rõ ràng cái giá trị của phân thức này phải bằng 0 khi tử bằng 0. Có nghĩa là ZC bình trừ 2 ZL ZC bằng 0. Ở phương trình trên, mem nhận xét dễ dàng ta nhận ra được ZC bằng 2 ZL. ZC bằng 1 trên C omega, ZL bằng L omega, ta có được omega bình bằng 1 trên 2 LC. Mà khi nãy ta biết omega 1 bằng 1 trên 2 căn LC, cho nên 1 trên 2 LC chính là 2 lần omega 1. Vậy trong 4 đáp án đã cho, đó là đáp án nào? Chính là đáp án D. Câu hỏi này năm ngoái rất nhiều em không giải được, rất nhiều em không giải được câu hỏi này. Một số thì nói rằng thời gian không đủ thầy ạ. Nhưng thực tế thì mấy em thấy, khi mà chúng ta thấy cái loại toán phát triển lên tí để điện áp một phần tử nào đó, một đạn mạch nào đó mà không phụ thuộc giá trị của một phần tử khác, thì mấy em chú ý, trong như trong bài toán này của thầy, cái đề thi năm vừa rồi là ta đưa giá trị của phần tử đó vào trong một cái biểu thức, và rõ ràng nó phụ thuộc vào một thừa số. Thừa số đó bằng 0 thì khi giá trị của biến trợ hoặc giá trị của tham số nó thay đổi thì cái tích luôn luôn bằng 0. Vậy thì điện áp hoặc cường độ trong động mạch đó sẽ không phụ thuộc vào giá trị của tham số đó. Em chú ý cái cách làm của cái dạng toán này. Đây là một dạng toán khó chứ không phải là một dạng toán dễ, và được cho trong cái kỳ thi trắc nghiệm năm vừa rồi. Ở cái câu này, đa số học sinh không biết rút ra được để giá trị của điện áp hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào biến trở thì cái phần tử này sẽ bằng 0. Phần tử này sẽ bằng 0. Thì lúc đó điện áp UAN chính là bằng điện áp hiệu dụng cạn. Đó, mấy em chú ý ở cái bài toán này. Một cái đề thi năm vừa rồi. Và đây là một cái bài toán khó, và những em rèn luyện kỹ năng từ những bài cơ bản tốt, có một vốn kiến thức về điện tốt, và đồng thời biết rút ra những công thức từ những bài tập từ luật ở sách giáo khoa. Tóm lại, trong cái phần trao đổi của thầy trò mình hôm nay, thầy bước qua cái chủ đề về toán điện soi chiều. Thầy đã giới thiệu mấy em những cái bài tập trắc nghiệm, trong đó có các cái đề thi đại học của các năm gần đây về vấn đề thay đổi của điện trở R khi trong mạch có công suất trên R cực đại hoặc công suất của mạch cực đại. Thì dạng toán này mấy em chú ý đọc kỹ cuộn dây chúng ta có thuần cảm hay không, hay cuộn dây chúng ta có điện trở, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức tương ứng. Cũng như dạng toán cho trước một tham số, có khi là công suất, có khi là điện áp, có khi là cường độ, hỏi giá trị của biến trở R tương ứng, thì chúng ta lại đưa về vấn đề giải phương trình, trong đó R là điện số. Rồi một số bài toán khi R thay đổi ở hai giá trị nào đó, công suất không đổi, hỏi giá trị biến trở R là công suất cực đại, hoặc hỏi giá trị R để xác định cho trước điện áp của một phần tử nào đó, của một đoạn mạch nào đó trong cái đoạn mạch nó trên của chúng ta. Đó là những cái vấn đề rút lại ở cái buổi trao đổi hôm nay về phần điện.
thì mong các em ghi lại các cái bài tập, chú ý các công thức, xem kỹ các cái đề thi của các năm gần đây để chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm giải đề trắc nghiệm. Và hiện giờ chúng ta bước qua phần thứ hai của chương trình, đó là phần thầy trả lời các câu hỏi của các em qua trang web của đài truyền hình. Thầy xin mời câu hỏi đầu tiên. Thưa thầy, em có một thắc mắc, mong thầy hãy giải đáp giúp em. Điện áp giữa hai đầu động mạch có phương trình là U bằng U0 cos 100 BT, hỏi trong mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp bằng không? Thầy tóm tắt cái câu hỏi của em như sau. Biểu thức điện áp tổng quát của chúng ta là U0 cos 100 BT. Hỏi rằng trong thời gian 1 giây thì điện áp bằng 0 bao nhiêu lần? Đây là bài toán thời gian và dòng điện xoay chiều. Thì em chú ý biểu thức điện áp của chúng ta có dạng U0 cos 100 BT, thì rõ ràng đây là dạng một dao động điều hòa. Thì trước tiên em phải tìm giá trị của chu kỳ 2π trên omega chính là 2% nha. Vậy thì ta so sánh cái tỷ T nhỏ trên T lớn của chúng ta bằng 50, tức là trong một giây là thời lượng của 50 chu kỳ. Mà chúng ta biết trong một chu kỳ thì U đạt giá trị bằng 0 hai lần. Vậy thì trong 50 chu kỳ ta dễ dàng có được đó là 100 lần. Trong một chu kỳ điện áp bằng 0 100 lần. Đây là một bài toán đơn giản về vấn đề thời gian trong toán điện. Thì những bài toán về thời gian trong toán điện, mình chú ý biểu thức U, biểu thức Y trong mạch điện xoay chiều nó có dạng dao động điều hòa, nó vẫn là một biểu thức của dao động điều hòa. Cho nên mấy em sử dụng những cái bài toán về dao động điều hòa, về thời gian để giải quyết những cái bài toán này. Trong những bài kế tiếp, thầy sẽ nói rõ hơn về vấn đề thời gian trong toán điện mà sử dụng kiến thức dao động điều hòa, sử dụng vector quay, sử dụng hình chiếu của chuyển động tròn đều. Chúng ta giải quyết những bài toán về điện mà xem nó như một dao động điều hòa về chủ đề thời gian. Như bài toán trên em hỏi thì rõ ràng hỏi trong thời gian T nào đó điện áp bằng 0 hoặc điện áp bằng giá trị nào đó bao nhiêu lần. Thì trước tiên mấy em chú ý rằng trong một chu kỳ, một giá trị, phần tử sẽ lặp đi lặp lại hai lần. Cho nên khoảng thời gian đó mấy em tính theo chu kỳ, nó bằng bao nhiêu lần chu kỳ, nó bằng bao nhiêu lần chu kỳ. Thì từ một chu kỳ hai lần, biết được số chu kỳ ta suy ra được số lần mà điện áp U đạt giá trị đó. Điện áp U đạt giá trị đó. Hoặc là cũng câu hỏi này, nhiều khi người ta lại hỏi rằng là trong thời gian T nào đó, trong thời gian T nào đó thì U đạt giá trị đó bao nhiêu lần. Nhưng nếu ta chia T theo chu kỳ, ta phân theo chu kỳ, nó không phải bằng một số nguyên lần chu kỳ mà chỉ bằng một số nguyên cộng thêm một cái phần nữa của chu kỳ bé hơn T, thì khi đó bài toán phải cho góc thời gian. Và lúc T bằng 0, lúc ban đầu điện áp bao nhiêu, rồi sau đó quãng thời gian T tiếp theo bao nhiêu đó, thì hỏi rằng bao nhiêu lần điện áp đạt giá trị đó. Thì khi đó chúng ta giải cái bài toán trên, ta xem như một dao động điện hòa, toán về thời gian trong dao động điện hòa, chúng ta sẽ tìm được số lần giá trị của điện áp đạt được ở giá trị đó. Thì mong mấy em chú ý và hiểu câu hỏi này. Tiếp theo là những câu hỏi được gửi về trang web của kênh HTV4. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC với điện dung C có thể thay đổi được giá trị,
Điều chỉnh C để thay đổi dung kháng ZC của tụ thì thấy khi ZC bằng 50 ohm thì công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất. Khi ZC bằng 55 ohm thì điện áp hiệu dụng trên tụ lớn nhất. Tính điện trở R. A. 5 căn 3 ohm. B. 5 căn 10 ohm. C. 5 căn 2 ohm. Và D. 5 ohm. Nào chúng ta hãy lắng nghe phần giải đáp của thầy. Xin giải đáp câu hỏi của em. Theo tóm tắt như thế này. Đầu mạch chúng ta gồm 3 phần tử, điện trở, cuộn dây và tụ điện mạch nối tiếp. Trong đó giá trị điện dung C của tụ thay đổi được. Khi C thay đổi sao cho dung kháng là 55 ohm thì công suất của mạch bấy giờ đạt giá trị cực đại. Và khi C thay đổi để dung kháng là 55 ohm thì lúc bấy giờ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại. Hỏi giá trị của biến trở R, của điện trở R. Đây là một bài toán biến thiên về giá trị của điện dung C. Khi ZC thay đổi mà công suất cực đại thì rõ ràng khi đó mạch cộng hưởng, em chú ý Bmax khi C thay đổi đó là xảy ra cộng hưởng. Mà cộng hưởng thì ta có ZL bằng ZC. Trường hợp thứ hai dữ kiện là UC max khi ZC bằng 55. C thay đổi để cho UC max. Mình chú ý, khi đó chúng ta có ZC sẽ được tính bởi công thức ZL bình cộng R bình trên ZL bằng 55. Đấy. Từ hai dữ kiện của đề ta rút ra được hai cái kết quả như sau. Công suất cực đại khi C thay đổi, khi đó mạch cộng hưởng, ta có dung kháng bằng cảm kháng bằng 50 ohm. Còn khi C thay đổi để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại, khi đó dung kháng sẽ được tính theo cảm kháng về giá trị của điện trở như sau. ZL bình cộng R bình trên ZL bằng giá trị của dung kháng, trong trường hợp này 55 ohm, khi điện áp hai đầu tụ cực đại. Dữ kiện trên chúng ta biết được giá trị của cảm kháng ZL. Như vậy mới có được cái phương trình. Trong đó ZL ta đã biết, vậy thì ta tìm ra R. Từ đó em sẽ có R bình sẽ bằng 55 ZL trừ cho ZL bình. ZL chúng ta là 50. Như vậy thì có là 5 nhân 50 bằng 250. Vậy điện trở R của mình trong trường hợp trên là 5 căn 10 ohm. Các em chọn đáp án 5 căn 10 ohm. Ở bài toán điện này, mấy em chú ý mạch RLC khi C thay đổi mà để công suất mạch cực đại thì khi đó mạch cộng hưởng, có nghĩa rằng cảm kháng dung kháng bằng nhau. Còn nếu C thay đổi để cho điện áp hai đầu tụ cực đại, UC cực đại, thì khi đó dung kháng lại được tính theo cảm kháng và điện trở bởi công thức ZL bình cộng R bình trên ZL. Đây là một cái công thức được rút ra từ phần bài tập những bài toán biến thiên C, L hoặc Omega hoặc R. Cho nên ở đây là cái công thức mà em chú ý ghi nhớ khi UC max trong trường hợp C biến thiên, thì đây chính là giá trị của dung kháng được tính theo cảm kháng và điện trở. Chứ nếu trong một cái bài thi trắc nghiệm đến đây mà em phải giải lại từ luật, tính lại UC rồi sau đó xét xem ZC như thế nào để UC cực đại thì rất mất thời gian. Nếu nhanh lắm thì em mất cũng phải 10 phút. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta hiểu được bài và sau đó nhớ cái công thức này để sử dụng trong những trường hợp giải trắc nghiệm như cái bài thi này. Đó, đây là điều lưu ý qua cái bài tập này.
Thầy nhắc lại, men ghi lại và cố gắng thuộc. Trong trường hợp xe thay đổi, u xe cực đại thì dung kháng sẽ được tính bởi công thức này. Em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình ạ. Con lắc đơn khi dao động với chu kỳ 2 giây ạ. Thì khi treo con lắc đơn lên trần một chiếc xe á, thì coi dây treo của con lắc hợp với phương thành ứng một góc là 45 độ. Cho em hỏi là chu kỳ mới của con lắc là bao nhiêu ạ? Thầy sẽ tóm tắt cái câu hỏi của em vừa rồi hỏi. Đây là một cái bài toán và phần cơ về con lắc đơn dao động được đặt trong một xe, và xe đang chạy nhanh dần đều với gia tốc A nào đó. Xe đang chạy nhanh dần đều với một gia tốc A nào đó. Thì giả sử như một cách tổng quát, xe đang chạy từ trái sang phải với gia tốc A. Ban đầu chu kỳ là 2 giây. Và khi xe chạy nhanh dần đều với gia tốc A, dây tre con lắc hợp với phương thẳng đứng góc 45 độ. Hỏi chu kỳ mới. Thì giả sử như thế này, thì chúng ta sẽ có trường hợp như thế này. Con lắc đơn chúng ta sẽ dịch chuyển cái này 45 độ. Thì em chú ý là phân tích lực, trọng lực, lực căn dây. Và đồng thời con lắc chịu thêm một lực nữa, đó chính là lực quán tính F bằng trừ MA. Trong trường hợp này, lực quán tính của chúng ta bằng trừ MA. Ngược lại với gia tốc chuyển động của xe. Em chú ý, hôm trước ở cái phần hỗ trợ kiến thức, thầy có nói rõ trong trường hợp này của con lắc. Khi đó, hệ vật này, mọi phần tử trong hệ vật sẽ chịu tác dụng của lực quán tính, được tính bởi công thức trừ MA. Với M là khối lượng của vật nặng treo vào con lắc đơn. Thì khi đó mấy em thấy cái B dụng chúng ta này. Đây. Đó, thầy phân tích lực ở trên. Ở đây thầy đặt là B hiệu dụng. Thì mấy em thấy thế này nè. Chúng ta sẽ có là cái G hiệu dụng sẽ bằng cái G cộng cho cái gia tốc A và vector. Và vector nó vuông góc nhau, nó vuông góc nhau, cho nên ta sẽ có giá trị của G hiệu dụng bằng căn bậc 2 của G bình cộng A bình, mà do góc này 45 độ nữa, tức là tạo thành một cái tam giác vuông cân. Tạo thành tam giác vuông cân. Cho nên em thấy F quán tính và B bằng nhau. Cho nên ta rút ra được như vậy là trong trường hợp này A bằng G. Từ đó thầy sẽ có được cái công thức tính gia tốc hiệu dụng trong trường hợp này. G căn 2. Rồi các bạn, đó em chú ý, trong trường hợp con lắc đặt trong xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang thì G hiệu dụng bấy giờ sẽ được tính theo công thức căn bậc 2 của G bình cộng A bình. Đây là công thức mà em chú ý ghi lại và ta thuộc luôn. Chú ý, trong trường hợp con lắc được đặt trên một trần xe chuyển động ngang nhanh dần đều với gia tốc A thì khi đó nó sẽ dao động với gia tốc hiệu dụng bằng căn bậc 2 của G bình cộng A bình. Trong đó G là gia tốc của trọng trường nơi đặt con lắc, còn A là gia tốc chuyển động của xe ở con lắc gắn vào trong trần xe. Thì từ đó mấy em nhớ lại cái công thức tính chu kỳ con lắc đơn T bằng 2B căn L trên G. Và cái tên phép của chúng ta là chu kỳ mới của con lắc khi xe chuyển động nhanh dần đều thì gọi là G hiệu dụng. Đây. Mà
G dự dụng của chúng ta lại bằng G căn 2. So sánh, mình rút ra được như vậy, T tết sẽ bằng T trên cái căn của căn 2, có nghĩa là căn 4 của 2, căn bậc 4 của 2 với T bằng 2. Mình thầy sổ vào sẽ có được đáp án chúng ta cần chọn. Rút lại bài toán này, mấy em nhớ điều gì ở bài toán này? Đó là cái công thức này. Công thức tính gia tốc dự dụng theo gia tốc trọng trường và gia tốc chuyển động của xe nơi mà con lát gắn vào. Căn bậc 2 của G bình cộng A bình. Ta nhớ được cái công thức này, mấy em tính cái chu kỳ mới cực nhanh. Ta tính cái chu kỳ mới sẽ cực nhanh. Được, một lần nữa, thầy nhắc cái công thức được xác định trong trường hợp con lắc chuyển động trong xe, dao động trong một xe đang chuyển động nhanh dần dần sẽ được tính bởi công thức như thế nào? Tính bởi công thức này, trong đó G dự dụng bằng cái này. Tóm lại, buổi học hôm nay thầy trò chúng ta đã trao đổi một vài vấn đề về toán điện xoay chiều, cũng như qua các câu hỏi của các em gửi vào chương trình xoay quanh có một hai bài cơ và đồng thời những bài toán về điện xoay chiều. Thì toán điện xoay chiều như thầy nói ban đầu, nó chiếm một thời lượng số câu hỏi tương đối nhiều trong đề thi. Và cùng với cơ học thì điện và cơ, đó là hai phần mà thông thường những câu khó của đề, những câu mang tính phân hóa cao, dùng để phân hóa cao, rơi vào trong toán điện xoay chiều và trong toán cơ. Cho nên đặc biệt ở hai cái chương này, mấy em chú ý học kỹ và thuộc những cái công thức, rút ra được những cái công thức trong những cái bài tập tự luận mà chúng ta đã làm. Thì mong các em sẽ có được một buổi học tốt và quý giá. Và đồng thời các em cứ thắc mắc và gửi những câu hỏi về cho chương trình cho các thầy, phần nào đó giúp đỡ các em hơn trong quá trình ôn thi đại học. Chúc các em thành công, hẹn gặp lại.